Nhưng mà cho anh ăn được không? Thì mình đang có mặt tại sân Hàng Đẫy, nơi đang diễn ra trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển U20 Hàn Quốc trong khuôn khổ là giao hữu chuẩn bị cho SEA Games 2021. Sau hiệp 1 thì đội tuyển U23 Việt Nam đang giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Tuy nhiên, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã có những trao đổi trực tiếp với trợ lý Lee Jung-jin ngay trên đường biên luôn, và ông tỏ ra là vẫn chưa hài lòng lắm với màn trình diễn của các cầu thủ U23 Việt Nam. Có thể trong hiệp 2 thì huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ còn có những sự thay đổi nhiều hơn để có thể thử nghiệm. Thì đây là trận đấu mang tính tổng duyệt để U23 Việt Nam tiến hành chốt danh sách với tổng cộng từ 29 cầu thủ xuống còn 20 cầu thủ thôi, và chúng ta sẽ chờ đợi xem với Park Hang-seo sẽ có những thay đổi thế nào để đội U23 Việt Nam thi đấu nhuần nhuyễn hơn và hiệu quả hơn nữa nhé. Các cầu thủ số 4 Bùi Hoàng Việt Anh, số 6 Nguyễn Hoàng Đức, số 8 Đỗ Hùng Dũng, số 10 Lý Công Hoàng Anh, số 12 Phan Tuấn Tài, số 4 Lê Văn Xuân, số 21 Nguyễn Thanh Bình, số 22 Nguyễn Tiến Linh, số 23 Nguyễn Văn Tùng, số 24 Lê Văn Đô và số 25 thủ môn Nguyễn Văn Toản. Huấn luyện trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam. Đây là nhóm đội hình đội tuyển U23 Việt Nam sẽ thi đấu ngày hôm nay. Chúng ta sẽ nhìn đội hình thi đấu của đội U23 Việt Nam thì thủ môn là Nguyễn Văn Toản, vẫn là cái tên mà đã tham gia trận đấu với U20 Hàn Quốc trên sân Việt Trì Phú Thọ. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có nhiều sự thay đổi của trận đấu này hơn. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ ra sân với sơ đồ 5-3-2. Hai hậu vệ biên sẽ là hậu vệ trái Lê Văn Xuân, hậu vệ phải sẽ là Lê Văn Đô. Đây đã là cặp cài trùng đã xuất hiện trong rất nhiều giải đấu của đội tuyển U23 Việt Nam, từ vòng loại World Cup đến giải Dubai Cup. Các hậu vệ, các trung vệ, chúng ta sẽ có vị trí của Phan Tuấn Tài, cầu thủ đá trung vệ lệch trái. Ngày hôm nay, huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định là thử nghiệm Phan Tuấn Tài ở vị trí trung vệ lệch trái. Như huấn luyện viên Park Hang-seo đã chia sẻ, hiện tại thì vị trí trung vệ lệch trái của đội tuyển U23 Việt Nam đang bị mất hai cầu thủ bị chấn thương, đó là Quang Hịnh và cầu thủ tiếp theo là Liễu Quang Vinh. Và bây giờ U23 Việt Nam chỉ có 3 lựa chọn ở vị trí trung vệ lệch trái thôi. Ngoài Phan Tuấn Tài ra là Nhâm Mạnh Dũng, một cầu thủ đá tiền đạo, thuần tiền đạo, và cầu thủ còn lại là chính là gương mặt mà chúng ta đang nhắc đến, đấy là Lê Thanh Bình, Nguyễn Thanh Bình. Cầu thủ sẽ đây là chúng ta nhìn thấy Hoàng Đức số 14 này. Ok, ba tiền vệ trung tâm chúng ta sẽ thấy những cái quen thuộc hơn là Nguyễn Hoàng Đức, là Đỗ Hùng Dũng, những trụ cột của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Bên cạnh đó thì Lý Công Hoàng Anh, cầu thủ thường xuyên xuất hiện trong đội hình của đội tuyển U23 Việt Nam cũng có mặt. Đỗ Hùng Dũng chính là cầu thủ vừa đánh đầu đó, đi giày vàng đấy mọi người. Hai tiền đạo thì ngoài, tất nhiên chúng ta sẽ đặt câu hỏi rằng ai sẽ đá cặp với Tiến Linh mà thôi. Và Tiến Linh sẽ là người đá chính trong trận đấu này, và người đá cặp với anh ở đội hình xuất phát sẽ là Văn Tùng. Đó là đội hình của đội tuyển U23 Việt Nam ngày hôm nay. Nhưng mà cho anh ăn được không? À.